Vị thần thứ hai trong bộ ba đó chính là thần sấm sét uốn lượn trên bầu trời, thiên không thần Osiris, hay còn được gọi với cái tên là Slifer the Sky Dragon. Thần Osiris không có chỉ số tấn công và phòng thủ cố định mà là X000. Quái thú này chỉ có thể được triệu hồi bình thường bằng cách hiến tế 3 quái thú trên sân và không thể triệu hồi bình thường ở trạng thái thủ ấp. Việc triệu hồi bình thường của quái thú này không thể bị ngăn chặn. Trong khi được triệu hồi bình thường, lá bài và hiệu ứng không được phép kích hoạt. Mỗi lượt một lần vào cuối lượt khi mà thần được triệu hồi đặc biệt, nó sẽ được gửi xuống mộ. Thần sẽ được tăng 1000 sức tấn công và phòng thủ cho mỗi lá bài ở trên tay. Khi đối phương triệu hồi quái thú ở trạng thái tấn công, quái thú đó sẽ ngay lập tức bị giảm 2000 công. Và nếu như giảm xuống rồi mà thành không thì quái thú đó sẽ bị tiêu diệt. Hiệu ứng ghê thiệt đúng không nào? Sức tấn công không cố định có thể là lợi thế nhưng cũng có thể là điểm yếu do không có đủ bài ở trên tay. Nhưng với hiệu ứng giảm 2000 thì chúng ta không ngại gì nữa. Chỉ cần một hai lá trên tay cũng có thể an tâm mà giải quyết vấn đề.